Máy bên tay trái chúng ta đây thấy một cây cầu móng đi lăn bánh lên cây cầu Nguyễn Văn Cừ, một cây cầu mới từ khi chợ Năng Si giải tỏa, cũng chính vì cây cầu này. Bốn thời kỳ nó có bốn cái tên: Năng Si, Khải Định, Cộng Hòa và bây giờ là Nguyễn Văn Cừ. Nơi đây là cái bệnh viện Sùng Chính năm xưa mà. Đây là con đường An Bình và góc này là có những cái điểm nhấn gửi tới anh chị, đó là nhà hàng Đồng Khánh. Ni thì đã lội rồi nên không có ngại, dù sao đã ngứa rồi, ngứa thêm chút xíu cũng đâu có sao. Vào cái này đó, những cây thông. Quá trời thông, thông một trời thông. Cảm ơn. Tên là Trương Tấn Bửu. Con đường này thì nó rất là nổi tiếng về bán trầu cau, những cái khay trầu cau, khay rượu cho phục vụ cho những cái lễ cưới. Hello, xin đi đoàn xin chào anh chị và các bạn. Sinh Y đang đứng ở quận 4. Trước mặt anh chị đó là con đường Tôn Đản. Thì cũng xin thú nhận với anh chị, mới thực hiện các clip con đường Trần Xuân Soạn bên dòng kênh Tẻ. Ngập nước quá định rồi quay vài con đường gửi tới anh chị bên hướng quận 7. Nhưng vì xin lỗi anh chị trước, vì cái quần nó bị ướt rồi nên chính vậy là phải stop cho anh chị. Và Sunny luồn lách qua những cái xóm hẻm và tới đây, chứ mà toàn bộ con đường bị kẹt cứng hết rồi. Và bây giờ thì khoảng là 7:30 anh chị. Sunny sẽ mời anh chị lên xe Sunny để chúng ta ngắm một vài con đường trên đường về nhà của Sunny hướng về quận 5. Cụ thể là chúng ta sẽ đi con đường Tôn Đản này, quẹo con đường Đỗ Thành Nhân, ngày hôm nay là Đoàn Văn Bơ, rồi con đường Hoàng Diệu, băng ngang qua cái cư xá Vịnh Hội để ra bến Vân Đồn. Từ bến Vân Đồn chúng ta băng lên cây cầu Nguyễn Văn Cừ ngay chỗ chợ Năng Si để về Trần Hưng Đạo, con đường Đồng Khánh, băng về hướng chợ lớn luôn nha anh chị ha. Hy vọng rằng đây là một cái clip mời anh chị đi buổi tối với Sunny để coi cái không khí buổi tối ngày 17 tháng 11 2020 từ quận 4 về quận 5 nó như thế nào. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Toàn bộ hướng quận 4, nếu mà đi thẳng con đường Tôn Đản là Tôn Thất Thuyết đều ngập hết anh chị. Nhưng vì lý do cũng rất là hồi hộp đi con đường Trần Xuân Soạn nên không có thể là mạo hiểm nữa. Nên thôi Sunny mời anh chị lên đường về nhà Sunny nha. Nghỉ ngơi rồi tắm một cái. Và nãy giờ lội nước có vẻ hơi ngứa ngứa, tại vì nước thì nước cống nó ọc ra đó anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha. Cái gì cũng phải là thú nhận trước bình minh. Ngứa thì nó ngứa, ướt thì nó ướt. Đối với con đường Tôn Đản này, ngày xưa mảnh đất ở đây nghe nói Tôn Đản. Tôn Đản tự nhiên mình nghe liên tưởng đến từ là Du Đản. Đây là một cái mảnh đất giang hồ năm xưa, nhưng mà ngày hôm nay thì đối với cái nhìn nhận như thế này thì anh chị thấy nó đông vui. Dạ. Mình thấy họ chở vợ con mình thắng lại làm cho người ta khó chịu thì mình cũng xin lỗi bằng cách là dạ anh chị, kệ, cười một cái là xong đó, kẹt xe hết rồi. Đi thẳng là Tôn Đản, mình quẹo Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân nha anh chị ha. Con đường Đỗ Thành Nhân thì nó cũng nhỏ hẹp giống như xưa anh chị. Nếu mà mình đi thẳng con đường Đỗ Thành Nhân này thì chúng ta sẽ đi cầu Ca Mắc để đi về hướng chợ Bến Thành. Nhưng mà Sunny sẽ tới cái ngã tư Hoàng Diệu rẽ trái nha anh chị ha, để về một con đường, đó là con đường mình đi thẳng luôn ta, đi thẳng là mình cũng quẹo được Bến Vân Đồn. Thôi để con đường Hoàng Diệu sẽ quay sau gửi anh chị.
Con đường này thì nó nhỏ hẹp, nó nhỏ từ xưa đến giờ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng rất là an ninh anh chị, nó không có giống như ngày xưa mà đi hơi lo lo, đi vào hẻm hơi lo lo. Có thể là mấy anh giờ mấy ảnh lớn rồi, mấy ảnh tu rồi. Quẹo phải là vào chợ Sớm Chiếu. Chợ Sớm Chiếu thì buổi tối lòng chợ tất cả tiểu thương đều nghỉ rồi, khóa lại. Xung quanh thì họ bán đồ ăn thức uống, bán trái cây, bán rau củ quả, phục vụ cho những người người ta đi làm về trễ đó anh chị. Và nhìn thấy đường phố kẹt xe như thế này thì có thể vừa gặp nước những anh chị mà ở hướng quận 8 hoặc là quận 7, có thể là tối nay coi như là về nhà chắc khoảng đến 9-10 giờ. Con đường Trịnh Minh Thế là kẹt, kẹt liên khúc, kẹt, kẹt tàn nhẫn, kẹt dã man, nó kéo dài dài dài. Đây thì có những cái quán nhậu. Sài Gòn thì bây giờ anh chị cũng biết, đi đâu có những quán ăn, quán nhậu buổi tối người ta bán coi như là bán thâu đêm suốt sớm, suốt sáng luôn anh chị, thâu đêm suốt sáng. Lý do thì mặt bằng rất là cao nên người ta tận dụng mặt bằng, dắt kẹt cái kiệt cái mặt bằng để người ta có đồng tiền để trả cho mặt bằng anh chị. Chứ ngày xưa thì người ta cũng có giờ giấc từ cái lần dịch cúm rồi, thế là người ta cứ bán ngày bán chè, tối bán cháo vân vân. Rồi, Sunny sẽ qua đường nha. Trước mặt anh chị đó là con đường Hoàng Diệu đó. Sunny sẽ đi cái hướng này. Từ cái hướng này nếu mà chúng ta có một cây cầu Kamet đó thì chúng ta về hướng quận nhất, nhưng mà Sunny đi dưới già cầu để đi ra dòng kênh Bến Nghé Tàu Hủ để về chợ Năng Si. Ngày hôm nay thì anh chị thấy nó đổi thay rất là nhiều. Máy bên phải có những cái building. Building này chỉ chuyên cho văn phòng cho thuê thôi. Đối với quận 4 thì nổi nhất là con đường Bến Vân Đồn. Ngày xưa thì con đường Bến Vân Đồn này thì nó có những cái dãy nhà sàn men theo cái dòng kênh Bến Nghé Tàu Hủ, nhưng mà ngày hôm nay thì con đường này là Bến Vân Đồn là con đường VIP nhất. Một lát thì anh chị sẽ thấy cụ thể hơn. Nó có một cái rào trắng rồi mình không có thể đi qua được. Cái hướng này thì mình về con đường Trịnh Minh Thế nha anh chị, về cầu Khánh Hội, cầu quay Khánh Hội. Bên tay trái thì anh chị thấy những cái building, những cái tòa nhà cao tầng hướng về ngay chỗ con đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và mé bên tay trái chúng ta thì thấy một cây cầu móng rất là lâu năm của Sài Gòn xưa và nay, được xây dựng và khánh thành năm 1894. Buổi tối cầu móng nó dạ đèn rất là đẹp, nhưng mà buổi tối thì đi phải có một cái nhóm bạn, chứ đi một mình hên á, đi lang thang một mình thì cũng rất là nguy hiểm. Tất nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà đồ đạc cũng rất là cẩn thận. Và Sunny thường không có đi vào buổi tối cái cầu móng này đó, những cái xe vòng lại giống như Sunny. Rồi, Sunny sẽ mời anh chị đi con đường Bến Vân Đồn nha. Bến Vân Đồn thì nó có một cái địa điểm, đó là cầu Dừa. Và máy bên phải thì nó có con đường dẫn lên cầu Kamet để về quận nhất. Đó, anh chị thấy không? Xa xa là những cái chung cư cao cấp, văn phòng cho thuê. Con đường Bến Vân Đồn là một con đường VIP nhất mà ở quận 4. Quận 4 thì nó bao bọc bởi những cái dòng kênh như là kênh Tẻ, kênh Tàu Hủ,
dòng sông Sài Gòn với những con đường như là Bến Vân Đồn, Trịnh Minh Thế và Tôn Thất Thuyết. Nếu mà Sunny không chia sẻ, không nói nhiều như thế thì anh chị cũng rất là khó. Trời, cái thằng này sao nó làm video mà nó đi không, nó không biết là nói ở đâu. Nên chính vậy mình phải chia sẻ anh chị. Máy trái là con đường Khánh Hội. Ngày xưa con đường Khánh Hội nó là một con đường đất đỏ thôi, nhưng mà ngày hôm nay là một nó thuộc là cái nhánh, cũng là nhánh chính, bắt từ quận 4 qua quận 7 thông qua cầu Kênh Tẻ. Cầu Kênh Tẻ là cầu mới sau này. Sunny cũng phải chạy xe cũng rất là cẩn thận, anh chị yên tâm, tại vì mắt biển láo lìa giống như thằng ăn trộm vậy đó. Hiện tại là nước sông đang lên, anh chị thấy không, những cái ánh đèn lung linh nó dạ lên cái dòng kinh kìa. Bên kia, hướng bên kia dòng kinh đó là con đường Võ Văn Kiệt, ngày xưa nó là bến Chương Dương, bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm. Chợ Năng Si là nó ngăn cách giữa bến Chương Dương lại bến Hàm Tử. Cầu Quới Đước ngay chỗ kênh Hàng Bàn, bầu cầu Ba Cảng là ngăn cách giữa bến Hàm Tử lại bến Lê Quang Liêm. Những cái gì mà Sunny nghiên cứu tài liệu thì Sunny muốn chia sẻ với anh chị và các bạn. Đôi khi mà nói ý bến Chương Dương, Lê Quang Liêm, Hàm Tử để phân định chỗ nào. Nước sông lên thì cuối năm nó có những cái tháng như thế này vậy. Rất là may mắn là bữa nay không có mưa. Khi mà nước sông lên sợ nhất là một cái mùa mưa. Thì những người dân thì ở cái dọc cái những cái dòng kênh cũng rất là khó khăn, nhà ngập, hư đồ đạc, đặc biệt những cái người buôn bán buổi tối nè, dựa vào buổi tối hoặc là dựa vào ban ngày thì nước lên rồi làm sao mà buôn bán, không có khách thì nó ế, mặt bằng thì nó đâu có giảm theo nước sông lên đâu đó. Và chúng ta sẽ đi qua cây cầu dừa anh chị ha, cây dừa. Bên phải thì anh chị nhớ những hình ảnh, nếu mà anh chị ở bến Vân Đồn này lâu năm đó thì đó là một cái dãy nhà sàn men theo cái dòng kênh tàu hủ, nhưng mà ngày hôm nay thì nó thay đổi hoàn toàn và đến có thể là chúng ta không bao giờ nhận ra. Hy vọng rằng camera nó sẽ ghi nó rõ nét. Đây, cây cầu dừa. Cây cầu dừa này thì một số anh chia sẻ ngày xưa ở đây là một cái bến, những cái ghe tấp vào đây giao dừa, mua bán dừa. Còn một số anh cũng chia sẻ ngày xưa ở đây nguyên hàng dừa rất là đẹp, nên người ta gọi là cây cầu dừa. Khi mà tới con đường Bến Vân Đồn này, cuối con đường đó thì chúng ta sẽ có một cái cù lao có tên là Nguyễn Kiệu. Ngày hôm nay thì cù lao Nguyễn Kiệu bị giải tỏa, nhưng một số người không có tiền đền bù thấp quá họ vẫn lưu trú lại ở đó, và nó là một cái xóm nhà siêu vẹo với thời gian lụp sụp lắm. Sunny rất là có kỷ niệm đối với cái khu cù lao Nguyễn Kiệu đó, lý do là bị chó dí, nguyên một cái đám chó dí. Và Sunny cũng không biết như thế nào, Sunny đâu có sử dụng vitamin gâu gâu. Con đường Nguyễn Khoái mé bên tay trái hiện tại là nước nó hơi sắp rồi, con đường này mới thì sau này nó cao. Từ xưa giờ đâu có xài cái vitamin gâu gâu, mà sao nhìn chó, nhìn bản mặt nó ghét lắm, nó sủa lia lịa, sủa liên tục, sủa liên khúc, có thể là mặt nó xấu quá anh chị. Mấy hôm nay thì Sunny đây có một cái chung cư rất là lớn anh chị, chung cư cao cấp, ở dưới có cái mo, ở đây thì đầy đủ dịch vụ chu đáo. Nó cao lắm nè. Chị thấy không?
giới trẻ ngày hôm nay á, thì rất là thích ở chung cư. Lý do là nó rất là an ninh. Tối tối buồn buồn xuống những cái mall uống cà phê hoặc là xem phim. Giá thì bây giờ nó khoảng 5-6 tỷ đối với những cái khu vực này. Thì Sunny thì không có rành về bất động sản, chia sẻ với anh chị. Nếu mà anh chị muốn biết thì dễ lắm. Anh chị lên Google, anh chị search chung cư Bến Vân Đồn thì nó sẽ ra trên bản đồ có rất là nhiều chung cư. Rồi anh chị thấy cái tên, anh chị list vào, anh chị xem, thế là nó ra những cái danh sách là giá cả bao nhiêu, phòng ốc như thế nào, có bản vẽ. Và mé bên trái thì chúng ta có một con đường để đi ra con đường Tôn Thất Thuyết. Hiện tại là con đường Tôn Thất Thuyết vẫn còn cái nhánh nhà sàn. Nó có chợ Tôn Thất Thuyết bên dòng kênh Tẻ. Đèn đỏ được chạy. Rồi, chúng ta sẽ lên cầu nha anh chị ha. Đôi khi mà Sunny dùng những cái từ ngữ thì nói tắt mà tôi ghi đi đường nó xe cộ coi đèn xanh đèn đỏ cầm camera nhìn hình, nên chính vậy nhiều lúc cái câu nói nó không được tròn nha anh chị, thông cảm, đặc biệt là nó thiếu chủ ngữ. Ví dụ như đôi khi là mời anh chị chúng ta sẽ lăn bánh lên cây cầu gì đó, cầu Nguyễn Kiệu, buồn buồn nói chuyện là mời anh chị đi cầu. Trời ơi, nó nhiều cái nó vô duyên. Nhưng mà đôi khi mà anh chị nếu mà đặt trường hợp như Sunny thì anh chị, cô chú anh chị và các bạn hiểu cho Sunny nha. Đôi khi ai dùng cái từ mà mời anh chị đi cầu nó kỳ lắm, mà anh chị sẽ cùng với Sunny lăn bánh lên cây cầu Nguyễn Văn Cừ, một cây cầu mới từ khi chợ Năng Si giải tỏa, cũng chính vì cây cầu này. Và hiện tại có rất là nhiều cây cầu bắc qua cái dòng kênh Bến Nghé và dòng kênh Tàu Hủ, kênh Lò Gốm để qua hướng quận 8, quận 4. Nhưng mà dù sao đi nữa nó vẫn kẹt vào những cái buổi tan ca, tan sở làm. Rồi, cái hướng này chúng ta về chợ Năng Si, về con đường Trần Hưng Đạo. Và ở đây nếu mà bên phải anh chị để ý, nó có một con đường dẫn để xuống đại lộ Võ Văn Kiệt. Hướng bên phải là chúng ta về quận nhất nha anh chị ha. Và Sunny sẽ thả dốc để tới cái nền chợ Năng Si năm xưa. Một cái chợ rất là nhộn nhịp, sung túc, mang tên tiếng Pháp, trên con đường Năng Si. Con đường Năng Si 4 giai đoạn, 4 thời kỳ, nó có 4 cái tên: Năng Si, Khải Định, Cộng Hòa và bây giờ là Nguyễn Văn Cừ, với 4 cái thời kỳ: Pháp, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa và ngày hôm nay. Rồi, Sunny sẽ rẽ tay trái để về con đường Trần Hưng Đạo. Song song Nguyễn Văn Cừ này thì có cầu chữ Y trên con đường Nguyễn Biểu. Nếu đi thẳng thì chúng ta sẽ về trường Phê Thúc Ký nè, băng qua con đường Thành Thái, nay là An Dương Vương. Rồi chúng ta sẽ tới con đường Phê Thúc Ký, ngã 6 Cộng Hòa, Lý Thái Tổ, ngã 7 Lý Thái Tổ, chợ Chuồng Bò, vân vân và vân vân. Đang chạy trên cái nền chợ Năng Si, Sunny sẽ quẹo bên trái anh chị ha. Người Bắc thì dùng từ rẽ, người Nam từ quẹo. Nên chính vậy là cái địa danh là Bà Quẹo là vậy. Cái bờ quẹo. Ngày xưa có cái bầu hoặc cái bờ gì đó, nó quẹo. Nên ta gọc là chạy riết là Bà Quẹo, chứ không có bà nào mà quẹo. Bà Lát cũng vậy, bầu Lát. Bà Hôm cũng vậy, bầu Hôm. Theo ông Vương Ngọc Sển chia sẻ đó anh chị. Trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Biểu, mé trái là về cầu chữ Y. Và Sunny sẽ đi thẳng luôn nha anh chị. Song song với con đường Trần Hưng Đạo, góc này thì mé bên phải thì chúng ta sẽ có cái phố thời trang cũng rất nổi tiếng, đó là Nguyễn Trãi.
chúng ta qua đường. Nếu mà con đường Trần Hưng Đạo thì anh chị nghĩ, đôi khi chúng ta nghĩ con đường Trần Hưng Đạo là trục lộ chính nối giữa Sài Gòn và Chợ Lớn, nhưng mà theo tài liệu chia sẻ đó là con đường Nguyễn Trãi anh chị, một con đường Nguyễn Trãi băng qua một cái bào sen rất là hoang vu để nối từ Sài Gòn đến Đồng Cây Mai, đó là con đường chính. Con đường này sau này thôi, con đường huyết mạch của Sài Gòn Chợ Lớn xưa là con đường Nguyễn Trãi anh chị. Địa danh ngày hôm nay thì nó có cái khu vực chợ Bầu Sen, Trần Bình Trọng. Khu vực này thì buổi tối thì giống như ban ngày, nó cũng buôn bán đó. Nó thường là nó nghiêng về điện thoại di động, văn phòng ngân hàng, văn phòng công ty ngân hàng, quán cà phê. Đây là con đường không phải là con đường ăn nhậu nha anh chị. Và những cái dụng cụ về y tế, nơi đây là cái bệnh viện Sùng Chính năm xưa mà bây giờ là chấn thương chỉnh hình, nhà thương Sùng Chính giờ chấn thương chỉnh hình. Và nơi đây là bán xe gắn máy. Ôi qua được, ok dừng đó. Máy bên trái thì chúng ta sẽ có bệnh viện Sùng Chính. Sáng đèn đồng nghĩa rất là nhiều cái bệnh nhân. Mà nói gì nói, Sài Gòn những bệnh viện đây là một tiếng cuối, những cái ca khó từ tỉnh không chữa được thế là chở lên đây. Hoặc người ta thì người ta không tin tưởng, người thân nhân á, người ta không tin tưởng, người ta chở lên đây hết anh chị. Nên chính vì điều đó thì anh chị thấy tất cả các bệnh viện đi ngang là rất là đông. Bên trái thì mình sẽ vào chợ Hòa Bình, một cái chợ hải sản rất là lớn, nhưng mà ngày hôm nay nó được xem cũng rất là bình thường. Lý do để mà mua hải sản, mua đồ biển, đồ đồng ngày xưa thì ra chợ Hòa Bình mua, hoặc là mua vàng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chợ nào cũng có bán vàng, chợ nào cũng bán thủy hải sản hết. Đây cái rạp hát năm xưa nè anh chị, rạp hát năm xưa giờ trở thành một cái trung tâm karaoke, cà phê. Và cái hướng này thì chúng ta sẽ về An Bình nha anh chị. Hy vọng là Sunny sẽ chạy chậm, anh chị sẽ nhìn thấy rõ ràng. Chắc có lẽ là Sunny sẽ đi con đường Hải Thượng Lãng Ông và thêm con đường Khổng Tử ngày xưa. Lý do thì ngay đó thì nó có một cái chút gì đó không khí Giáng sinh. Không khí Giáng sinh, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Đây karaoke, đây là cái rạp hát này anh chị. Rạp hát này tự nhiên bẵng quên tên, ngay chỗ chợ Hòa Bình đó. Giờ karaoke. Trời ơi, bữa nay mở ra đóng đa. Quá, trời nước ở đây cũng lên rồi kìa. Con đường Đồng Khánh nước cũng lên rồi. Hy vọng là đường về nhà không bị ướt quần. Hy vọng về nhà không bị ướt quần. Máy trái thì chúng ta sẽ có những con đường để đi vào chợ Hòa Bình. Buổi tối chợ Hòa Bình, lòng chợ vẫn bị khóa. Nhưng mà ở ngoài thì nó chỉ có những cái dãy khu ăn uống, bán quần áo, bán rau, bán gạo. Và người ta bán đến khuya luôn nha anh chị. Và đây là con đường An Bình, và góc này là có những cái điểm nhấn gửi tới anh chị, đó là nhà hàng Đồng Khánh. Đối với cái địa điểm này bây giờ thì nó mai một với thời gian.
nó không còn giống như nổi tiếng giống như xưa. À may quá đèn xanh đèn đỏ thì gửi anh chị cái nhà hàng Đồng Khánh đây. Rồi, chúng ta qua đường. Hiện tại là con đường Đồng Khánh nước sông nó ọc từ cống nó ọc lên anh chị. À, đối với con đường Đồng Khánh này là con đường gọi thuộc gọi là trục, à, thấp so với những con đường sau này. Một số người ta khô ráo, người ta ngại lội nước. Sinh y thì đã lội rồi nên không có ngại, dù sao đã ngứa rồi, ngứa thêm chút xíu cũng đâu có sao, ngứa thì đờn bài ca con cá. Ai đã qua nhà bà ba hai hồi nghe cho sùa làm thằng nhỏ giật mình. À, trời đứng ơi con nhà ai pha quá. Đó là một bài nhạc chế của Sinh y, hoặc là cái bài chắc chùm chùm tập đậu cá lóc nấu canh chua bò ớt cho từng cây, mày ăn đi tao nói cho mày nghe cái vụ hôm qua mày ăn vụng nồi chè. Đây là con đường Nguyễn Duy Phương bắt buộc. Tới đây thì mọi phương tiện là phải quẹo phải, hướng kia là một chiều rồi, và Sunny sẽ vòng con đường này để về đại thế giới con đường Đồng Khánh. Và Sunny cũng muốn gửi một vài hình ảnh về con đường Đồng Khánh gửi đến chị về buổi tối. Màn đêm buông xuống thì con đường này nó rất là nhộn nhịp, giống như là một cái hồng công cung nhỏ với những ánh đèn, tiếng nhạc sập sình của quán, những quán nhậu. Ở đây cũng có một cái rạp hát. Trời ở đây sao kẹt xe rồi. Khi mà nói đến rạp hát thì tự nhiên nhớ là tới bài hát chế là ba cô gái ngồi trên cây keo. Ba cô gái ngồi trên cây keo, ăn hết keo làm biến như heo, đi nấu cơm đi nấu khoai mì, đi công tác thì đau lưng, đi coi hát thì ok. Đó là vài cái bản nhạc chế mà nghiêu ngao của Sunny. Rồi đại thế giới máy bên tay trái anh chị ha. Sunny sẽ đi thẳng và con đường có một hiện tượng không mưa mà nó ướt, đồng nghĩa dấu tích lăn bánh ở đâu nó ngập, hy vọng ở dưới kia đừng ngập để Sunny còn có đường về. Rồi chúng ta chỉ cần mấy chục phút thôi chúng ta đã về tới Hồng Kông bên hông Chợ Lớn với con đường Đồng Khánh ánh đèn lung linh. Quá lớn. Khi mà đi con đường này thì đối với con đường Đồng Khánh này nó có những cái khu nhà của cộng đồng người Hoa sinh sống. Đó là những con hẻm, những dãy phố mé bên phải bên trái nha anh chị ha, mọi người sống hòa thuận. Có cái phố gì quên, người ta nguyên một cái dãy Hào Sĩ Phường, Hào Sĩ Phong, Hào Sĩ Phong, Hào Sĩ Phong, không biết đọc chuẩn hay không. Xin đây cố gắng Hào Sĩ Phong. Đây là con đường Cao Đạt. Khi mà chúng ta đi ngang con đường Cao Đạt thì chúng ta nhớ đến dinh xã Tây. Và từ cái dinh xã Tây bây giờ là Đại học Y Dược. Nó vẫn còn cái dấu tích cây đa nhưng cái nhà đó nó không còn, nó chỉ là những hình ảnh tài liệu thôi. Ở đây là có chợ xã Tây. Và đến khu vực này thì chúng ta có những cái con đường với cái câu là buôn có bạn bán có phường. Thì đây là có con đường Lương Nhữ Học về làm lồng đèn giấy, những cái hàng thủ công. Con đường Triệu Quang Phục thì chuyên về mài kéo, dao kéo vân vân.
và Lưu Xuân Tính là một cái chợ cá cảnh, cá kiển cũng rất lâu đời. Rồi chợ vải Sói Kình Lâm, chợ thuốc lá Hồng Lạc đó. Rồi một con phố Hải Thượng Lãng Ông, Hồng Tử bán đồ lễ hội, một con đường Hải Thượng Lãng Ông, Hồng Tử thì bán thuốc bắc, thuốc bắc, thuốc nam, chiều quan phục làm gì, băng qua chúng ta băng qua chiều quan phục. Cũng rất là may mắn con đường Đồng Thánh Trần Hưng Đạo này không bị ngập nha anh chị ha, chỉ ngập khúc đầu thôi. Con đường Lương Nhữ Học, ở đây con đường Lương Nhữ Học với lại giờ chiều quan phục nó chỉ đông đúc vào những cái dịp là Tết Nguyên Đán hoặc là Tết Trung Thu thôi anh chị. Đối với văn hóa tín ngưỡng của người Hoa, khu vực quận 5 Chợ Lớn này nó rất là đa dạng, phong phú và đa dạng. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng cầu mong, ai cũng vậy anh chị, thờ cúng có kiêng có lành, cầu mong những cái sự bình an tới gia đình. Và Sinh Ni thì cũng ưa cầu nguyện anh chị, cứ cầu nguyện làm sao cho mình có sức khỏe, ba mẹ gia đình luôn hạnh phúc, có kiêng có lành. Đây là con đường Tổng Đốc Phương Châu Văn Liêm và hướng trước mặt là Bưu Điện Chợ Lớn. Hướng trái thì chúng ta sẽ lên cầu Trà Và, Sinh Ni sẽ đi con đường Hải Thượng Lãng Ông, Hồng Tử để anh chị ngắm lại một cái phố người ta gọi là phố lễ hội, mùa nào bán đó. Và Sinh Ni sẽ gạt qua đây để anh chị thấy những cái bóng đèn lung linh nha. Đó. Hy vọng rằng bữa nào ban ngày đó Sinh Ni sẽ chạy chậm để anh chị thấy nhiều cái sắc màu nó dễ dàng hơn, đặc biệt vào buổi tối mình dựa vào cái này đó, những cây thông quá trời, thông thông một trời thông. Cảm ơn. Thì có một số em ra vẫy vẫy kêu gọi quyết liệt, mé bên tay trái và bên phải tràn ngập những cây thông, những cái vật dụng trang trí, cây thông, ông già Noel, những bộ đồ. Rồi tới đây là con đường Phùng Hưng, nơi đây có chùa Ông. Và tới đây thì chúng ta sẽ lăn bánh tới chợ Kim Biên rồi. Sinh Ni sẽ chạy tới một đoạn nữa thôi, dẫn chúng ta sẽ tới chợ Bình Tây luôn nha. Bữa nay là ngày 17 rồi, đâu còn bao lâu nữa là tới Giáng sinh rồi. Thời gian nó trôi nó nhanh chị. Năm nay thì không biết anh chị như thế nào, kinh tế gia đình như thế nào, chứ mà năm nay đối với bà con ở Việt Nam á, là một cái năm cũng cảm thấy làm ăn nó bết bát. Lý do là do cái dịch cúm, nó không buôn bán, không thông thương, rồi không bị những đơn hàng bị cắt về, đặc biệt là những cái những ngành nghề liên quan về dịch vụ du lịch là ôi thôi. Ở đây thì bị ngập ngay chỗ con đường Lê Quang Sung. Bến xe Chợ Lớn. Con đường Lê Quang Sung nổi tiếng. Ngày xưa có tên là Trương Tấn Bửu. Con đường này thì nó rất là nổi tiếng về bán trầu cau, những cái khay trầu cau
khay rượu cho phục vụ cho những cái lễ cưới bằng lòng đi em, anh về quê dắt má lên liền, ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe ba gác, hai đứa ngồi trong lòng xe đánh nhau đổ máu đầu. Nhảm nhảm với trò vui. Bên kia là con ngồi chờ chừng tranh chiếu. Rồi, tới đây thì những hình ảnh cuối cùng trong cái video clip này, để thương để nhớ những cung đường mà Sunny muốn chở anh chị đi vòng vòng, thì chúng ta sẽ kết thúc bởi cái cổng của chợ Bình Tây, một cái chợ trăm năm của Sài Gòn, chợ lớn xưa và nay. Đó là một cái biểu tượng của chợ lớn. Đối với Bến Thành là biểu tượng của Sài Gòn, đối với chợ Bình Tây là biểu tượng của chợ lớn. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này gửi anh chị và các bạn. Và không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn nha. Bye bye anh chị. Hẹn gặp lại.